chương 19. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Epheso, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng thảy độ 12 người. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách giản dị ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình, song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ và nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Timanu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi Asi hoặc người Juda hay là người Greek đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Mấy người Juda và thầy trừ quỷ. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Juda đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giêsu trên những kẻ bị quỷ dữ ám, rằng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu này là đấng mà Phaolô giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sêva, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Juda. Song quỷ dữ đáp lại rằng, ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phaolô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được 2 người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. Phàm người Juda và người Greek nào ở tại thành Epheso đều biết việc đó thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Giêsu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước kia theo nghề phù pháp đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ, người ta tính giá sách đó cộng là 50.000 đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra càng ngày càng được thắng. Các việc đó rồi, Phaolô toan đi ngang qua xứ Macedon và xứ Achai, đặng đến thành Jerusalem. Người nói rằng, khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Roma nữa. Người bèn sai 2 người giúp đỡ mình là Timothy và Erac sang xứ Macedon. Song chính người còn ở lại trong cõi Asi ít lâu nữa. Lúc đó có sự loạn lớn sanh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetrius, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Dian, xin nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng, hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi ngày này, các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Epheso thôi, gần suốt hết cõi Asi nữa, rằng tên Phaolô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp của mình bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Dian bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt vì sự vinh hiển mà cõi Asi cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng, lớn thay là nữ thần Dian của người Epheso. Cả thành thảy đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gai Úc Aritạc là người Macedon bạn đồng đi với Phaolô. Phaolô muốn chính mình ra trước mặt dân chúng, nhưng môn đồ chẳng cho. Cũng có mấy quan lớn xứ Asi là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi tới rạp hát. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác, vì trong hội om sòm
Phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại. Chúng bèn kéo Alexander từ trong đám đông ra, và người Juda xô người ra đứng trước. Người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh vực bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận người là người Juda, thì kêu lập lên ước trong 2 giờ, rằng: lớn thay là nữ thần, đi anh của người Epheso. Bây giờ, có người thơ ký thành phố dập yên đoàn dân nói rằng: hỡi người Epheso, há có ai chẳng biết thành Epheso là kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn đi anh, và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao? Bởi điều đó, thật chối cãi chẳng nổi, nên các ngươi khá ở yên, đừng làm sự gì vội vã. Vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây chẳng phải mắc tội hoặc phạm đến của thánh hay là lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu. Vậy nếu Demetrius và các thợ làm công ở với người có cần kiện cáo ai, thì đã có ngày sự đón và quan trấn thủ. Mặc họ kiện cáo nhau, ví bằng các ngươi có nài việc khác nữa, thì khá quyết định việc đó trong hội đồng theo phép. Vì e chúng ta bị hạch về sự giấy loạn xảy ra ngày hôm nay, không thể tìm lẽ nào để binh vực sự nhóm họp này. Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về.